Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9, tóm tắt bài 3 trang 83 đến trang 85, nói và nghe. Trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay. Trong phần viết thì các em đã được hướng dẫn và thực hành viết bài nghị luận về một vấn đề cần giải quyết của lứa tuổi học sinh trong cuộc sống hiện đại. Thì ở phần nói và nghe này các em hãy trình bày ý kiến về một vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay. Mục đích nói ở đây chúng ta thuyết phục người nghe đồng tình với ý kiến của mình về cách giải quyết vấn đề, từ đó tác động đến nhận thức và hành động của người nghe. Còn người nghe ở đây là những người quan tâm đến các vấn đề có tính thời sự trong đời sống của lứa tuổi học sinh hiện nay. Một nhỏ trước khi nói thì các em có thể tìm đề tài từ thực tế đời sống của lứa tuổi học sinh, từ trải nghiệm cá nhân hoặc là tham khảo một số vấn đề sau: sự xung đột giữa các thế hệ trong gia đình, bạo lực học đường, ném đá tập thể trên mạng xã hội, sử dụng ngôn ngữ dung tục trong giao tiếp với bạn bè. Em chuẩn bị nội dung bài nói bằng cách chúng ta trả lời một số câu hỏi như: lý do lựa chọn vấn đề để trình bày là gì? Có thể dùng lý lẽ bằng chứng nào để thuyết phục mọi người đồng tình với ý kiến của mình về vấn đề được bàn? Cần đưa ra những hướng giải quyết nào cho vấn đề đó? Việc bàn luận về vấn đề này có ý nghĩa như thế nào? Hai nhỏ trình bày bài nói. Mở đầu thì các em giới thiệu về vấn đề, có thể là giới thiệu trực tiếp hoặc là gián tiếp bằng cách chia sẻ một trải nghiệm cá nhân hoặc là kể một câu chuyện. Triển khai, chúng ta nêu ngắn gọn lý do lựa chọn vấn đề, trình bày ý kiến về vấn đề. Chú ý là sử dụng các lý lẽ và bằng chứng làm cơ sở cho ý kiến của mình, ưu tiên những trải nghiệm cá nhân và những cái sự thật mà người nghe có thể kiểm chứng được. Nêu giải quyết, nêu cái giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và điều chỉnh ngữ điệu nói cho phù hợp với nội dung trình bày, kết thúc khẳng định ý nghĩa của việc bàn luận về vấn đề. Ba nhỏ sau khi nói, chúng ta trao đổi bài nói theo một số gợi ý như sau. Người nghe sẽ trao đổi về bài nói với tinh thần xây dựng và tôn trọng, nêu câu hỏi về những điểm còn băn khoăn xoay quanh vấn đề, bày tỏ sự đồng tình, chia sẻ hoặc là đưa ra các ý kiến phản biện quan điểm của người nói, đặc biệt là những cái ý kiến liên quan đến cái cách giải quyết vấn đề. Nhận xét đánh giá về nội dung cách trình bày bài nói. Phần người nói ở đây tiếp thu và phản hồi ý kiến của người nghe với thái độ tích cực, với thái độ lịch sự và tinh thần cầu thị, làm rõ những cái vấn đề mà người nghe yêu cầu giải thích, trao đổi về ý kiến những mà người nghe nêu lên nhằm chia sẻ hoặc là phản biện. Lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của người nghe để rút kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng, chuẩn bị và trình bày bài nói. Tiếp theo, củng cố mở rộng. Một nhỏ, so sánh và nêu nhận xét về cách miêu tả nhân vật của Nguyễn Du trong đoạn trích Kim Kiều gặp gỡ. Từ câu bóng hồng nhát thấy nẻo xa cho đến câu bên cầu tơ liễu bóng chiều thước tha với đoạn trích sau. Hai nàng tránh không được, phải cùng bước ra chào. Kim Trọng chắp tay lễ cúi rồi lui, thì thấy Thúy Kiều. Mày nhỏ mày dài, mắt trong mà sáng, mạo như trăng thu, sắc tựa hoa đào. Còn Thúy Vân thì tinh thần, tỉnh chính, dung mạo đoan trang, có một phong thái riêng khó mô tả. Bị sắc đẹp quyến rũ, Kim Trọng bất giác thần hồn phiêu bạc, nghĩ thầm: Nọc tương tư này tai hại lắm đây. Lại âm thầm phát thệ: mình mà không được hai nàng làm vợ thì suốt đời sẽ chẳng lấy ai. Nhưng vì ngại có vương quan, không tiện đứng lâu, đành cùng nhau từ biệt. Đồng thời vương viên ngoại cũng sai người đem kiệu đến đón hai nàng lên kiệu về nhà. Thanh tâm tài nhân, Kim Vân Kiều truyện, Nguyễn Đức Vân, Nguyễn Khắc Hanh dịch, Nguyễn Đăng Na giới thiệu và Hiệu Đính, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội 2008, trang 17-18. Như vậy các em sẽ so sánh và nêu nhận xét về cách miêu tả của nhân vật
miêu tả nhân vật của Nguyễn Du trong đoạn trích Kim Kiều gặp gỡ, và với cái đoạn trích này thì chúng ta thấy hai đoạn này nó giống nhau, đều thể hiện cái khung cảnh lần đầu tiên Thúy Kiều và Kim Trọng gặp nhau và sự ấn tượng của Kim Trọng với Thúy Kiều. Khác nhau, Kim Kiều gặp gỡ Nguyễn Du thì khung cảnh hai nhân vật gặp nhau là ở ngoài không gian mở, có cảnh vật thiên nhiên, không xuất hiện hình ảnh Thúy Vân. Tác giả thể hiện rõ ấn tượng của Kim Trọng với Thúy Kiều và cũng thể hiện sự ấn tượng của Thúy Kiều với Kim Trọng. Còn trong đoạn trích của Thanh Tâm Tài Nhân thì khung cảnh gặp gỡ không phải không gian mở. Kim Trọng được gặp cả Thúy Vân lẫn Thúy Kiều. Không miêu tả hình ảnh bên ngoài của Kim Trọng thể hiện sự mong muốn lấy cả hai của Kim Trọng, không chỉ ấn tượng với Thúy Kiều mà Kim Trọng còn ấn tượng cả với Thúy Vân. Như vậy, cách miêu tả mang những cái nét riêng của từng tác giả. Tiếp theo, số 2 nhỏ, kẻ bạn sau vào vở theo mẫu dưới đây và điền thông tin phù hợp về các cái văn bản đọc trong bài. Thì ở cái bảng dưới đây chúng ta sẽ có là số thứ tự, rồi tác giả, thể loại, nội dung, chủ đề, đặc sắc nghệ thuật. Như vậy, văn bản thứ nhất, Kim Kiều gặp gỡ, tác giả Nguyễn Du, thể loại truyện thơ nôm. Nội dung chủ đề, cuộc gặp gỡ giữa Kim Trọng và chị em Thúy Kiều và nỗi tương tư lo trong tình yêu của Thúy Kiều. Đặc sắc nghệ thuật thì kết hợp ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học, ngôn ngữ độc thoại và ngôn ngữ đối thoại, bút pháp, ước lệ, tượng trưng, tả cảnh ngụ tình, sử dụng hệ thơ lục bát truyền thống. Tiếp theo, văn bản Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga, tác giả Nguyễn Đình Chiểu, thể loại truyện thơ nôm. Nội dung chủ đề, cuộc dẹp loạn cướp, cứu Kiều Nguyệt Nga của Lục Vân Tiên và quan niệm về người anh hùng của chàng. Đặc sắc nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc, mỗi nhân vật mang dấu ấn, nhân cách riêng. Chủ yếu là sử dụng ngôn ngữ bình dân gần gũi, mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, kết hợp với ngôn ngữ bác học. Tiếp theo, văn bản 3 Tự Tình Hồ Xuân Hương, thể thơ thất ngôn bắt cứu đường lục. Nội dung chủ đề, nỗi niềm người phụ nữ khi tình duyên lỡ làng, dở dang và khát vọng hạnh phúc của họ. Đặc sắc nghệ thuật, ngôn ngữ thơ mang đậm dấu ấn cá nhân, kết hợp tiếng nói trữ tình sâu lắng với tiếng cười chua xoát, sử dụng nhiều cái chất liệu thơ ca dân gian. Tiếp theo, câu 3, tự chọn một đoạn thơ tối thiểu 12 câu trong truyện Kiều của Nguyễn Du hoặc là truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu và thực hiện các yêu cầu sau. A. Xác định vị trí và bố cục của đoạn trích. B. Phân tích hình tượng thiên nhiên hoặc con người trong đoạn trích. C. Chỉ ra những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích. Thì ở đây chúng ta sẽ ví dụ chọn chị em Thúy Kiều. A. Vị trí, đoạn trích nằm ở phần mở đầu của phần 1 gặp gỡ và đến nước. Bố cục, đoạn 1 4 câu đầu giới thiệu khái quát hai chị em Thúy Kiều. Đoạn 2 4 câu tiếp gợi tả vẻ đẹp Thúy Vân. Đoạn 3 12 câu tiếp gợi tả vẻ đẹp Thúy Kiều. Đoạn 4 4 câu cuối nhận xét chung về cuộc sống của hai chị em. Tiếp theo,
theo câu B, hình tượng Thúy Vân. Câu thơ mở đầu khái quát vẻ đẹp của Thúy Vân, trang trọng gợi vẻ. Trang trọng. Vẻ đẹp của Thúy Vân thì được so sánh với những cái thứ đẹp nhất trên đời, trăng hoa mây tuyết ngọc. Chân dung Thúy Vân thì được miêu tả toàn vẹn từ mái tóc đến nụ cười, giọng nói, phong thái ứng xử nghiêm trang, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, lông mày sắc nét như ngài, miệng tươi như hoa, đoan trang như ngọc. Chân dung dự đoán số phận, mây thua tuyết nhường, số phận êm đềm. Về nội dung thì đoạn trích đã khắc họa rõ nét chân dung tuyệt mỹ của chị em Thúy Kiều, ca ngợi vẻ đẹp, tài năng và dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh của Thúy Kiều. Đây là biểu hiện cho cái cảm hứng nhân văn của Nguyễn Du. Về nghệ thuật thì nghệ thuật nổi bật của đoạn trích là nghệ thuật khắc họa nhân vật lý tưởng bằng bút pháp ước lệ tượng trưng, lấy vẻ đẹp của thiên nhiên làm nổi bật vẻ đẹp của con người, không miêu tả chi tiết cụ thể mà tả để gợi, sử dụng biện pháp đòn bẩy làm nổi bật vẻ đẹp của Thúy Kiều.